Di động, đây chính là phòng học mới của câu lạc bộ cờ vây à. Mình nhất định sẽ nghiêm túc giúp cậu lo liệu thật tốt cho câu lạc bộ cờ vây. Bốn kiếm khách, thời quan bình bà đã tay, một chọi được hai. Anh đồng ý, nếu như có thể lập được câu lạc bộ cờ vây thì đầu của Hà Gia Gia này sẽ giặt xuống làm bóng cho các cậu đó. Bóng tới rồi. Nhưng bất kể là đánh với ai, trong lòng tôi đều nghĩ đến cậu. Nếu cậu ấy lại đến tìm em phải làm sao? Anh sẽ tiến hành huấn luyện hàng đẳng với em. Đây là bạn Du Lượng học lớp 10. Có điều thầy tin nếu là em, chắc chắn có thể thắng cậu ấy. Em cũng đang mong chờ ngày đó. Trường trung học số 13 không đăng ký á. Vốn vẫn có cơ hội, đáng tiếc không có duyên. Tôi chúc mừng Tiểu Quang vào cấp 3. Chúc mừng cháu vào cấp 3. Bố cứ tưởng phải cho nó đi học trung cấp nghề ấy chứ, không ngờ lần này nó lại có thành tích tốt như vậy. Ông có ngạc nhiên không? Ngạc nhiên, bất ngờ không? Bất ngờ. Vậy có phần thưởng nào cho cháu không? Thời quan, trường trung học phổ thông số 13 của con cũng không phải trường tốt gì cả. Dù sao thì có trường để học là được. Còn nữa, năm nay khai giảng, con tham gia vào câu lạc bộ cờ vây luôn. Bắt đầu từ năm nay, con sẽ trở thành một thành viên của câu lạc bộ cờ vây. Bắt đầu làm học sinh cấp 3 rồi, mục tiêu của học sinh cấp 3 là thi vào đại học. Sau này không được đánh cờ vây nữa. Nói không đánh là không đánh hay sao? Không được đâu mẹ. Bọn con còn phải tham gia thi đấu nữa. Con còn phải giành chức vô địch. Còn phải học hành chăm chỉ nữa. Tôi sẽ giám sát thằng bé, không bỏ bê học hành đâu. Thành phố Phương Viên chúng ta là thành phố mạnh về cờ vây. Đánh cờ vây quả thực có thể bồi dưỡng tâm lý, phát triển trí thông minh. Thường xuyên đánh cờ đều có ích cho học tập, cuộc sống, công việc. Đúng, mẹ à, xin mẹ luôn đó. Mẹ để cờ vây mở mang đầu óc cho con đi. Trí thông minh của con không ổn đâu. Thôi được, vậy thế này đi. Xem như đó là sở thích nghiệp dư, tuyệt đối không được bỏ bê học hành đâu. Tiểu Quang, ông đã chuẩn bị phần thưởng cho cháu rồi. Cái gì vậy? Tặng cháu này. Di động. Ông ơi, ông mua di động cho cháu hả? Mua di động. Ông ơi, cái ruột này không khớp với vỏ lắm. Đây chẳng phải điện thoại cục gạch hay sao? Không thể chuyển dùng còn không bằng điện thoại bàn. Ông mua cho con là khá lắm rồi. Còn kén chọn nữa. Điện thoại cục gạch có thể gọi điện, có thể gửi tin nhắn. Chẳng giống hệt di động hay sao? Đợi cháu đi học được điểm cao, chắc chắn ông sẽ mua loại tốt nhất cho cháu. Thật sao? Dân Dĩ Khang. Dán cờ thứ năm. Là tôi sợ cậu mới đúng chứ. Thời quan, cậu đến sớm vậy cơ à? Mình còn tưởng là nhận nhầm người nữa chứ. Mình không được đến sớm hay sao? Cậu ở lớp mấy? Mình ở lớp 2. Mình ở lớp 5. Bao năm rồi, cuối cùng cũng không phải ở cùng lớp với cậu nữa. Có tiếc không? Đợi cậu không tìm được người để hỏi bài tập, chép bài thi thì cậu ngồi đó mà hối hận đi. Tìm gì đấy? Tìm khoai tây đó. Ngô Địch đâu rồi? Vậy thì cậu khỏi tìm. Ngô Địch nói với mình, bảo bọn mình tan học đi tìm cậu ấy. Cô ơi, bọn em xin cô luôn đó. Cô đồng ý đi. Cũng không phải là cô không đồng ý, chỉ là em xem, phòng thí nghiệm hóa học này cũng không phải nơi để giải trí ngoại khóa. Không phải đâu cô. Cờ vây không phải trò giải trí, cờ vây cũng là chuyện nghiêm túc. Hay thế này đi, cô cho chúng em một góc ở trong cùng cũng được. Xin cô đó, cô ơi, em xin cô. Ngô Địch, đến rồi hay sao? Đây chính là phòng học mới của câu lạc bộ cờ vây à. Sắp đánh cờ hả? Anh chuẩn bị xong rồi. Anh nghe thấy có cờ vây nên mới xuất hiện. Không tính là phạm quy nhỉ? Ngô Địch, mình nói cậu này, chỗ này thật sự không tệ đâu. Vừa rộng rãi, giả lại còn yên tĩnh. Cái này là mình nợ cậu. Kể từ ngày hôm nay, mình nhất định sẽ nghiêm túc giúp cậu lo liệu thật tốt cho câu lạc bộ cờ vây. Cậu nợ mình gì chứ? Chuyện trước đó vốn không liên quan tới cậu mà. Giả lại hôm đó cậu đến giúp mình, mình nên cảm ơn cậu. Hai cậu đừng khách sáo như vậy được không? Vui lên đi. Câu lạc bộ cờ vây của chúng ta cuối cùng cũng có địa bàn riêng rồi. Đừng, câu lạc bộ cờ vây của bọn mình không phải chúng ta, chỉ mình và cậu ấy thôi. Lần trước bỏ lỡ chuyện quan trọng là giữa hai cậu rước giành quán quân. Lần này mình không muốn lại bỏ lỡ chuyện thành lập câu lạc bộ cờ vây. Vậy cậu biết đánh cờ không? Không. Ra ngoài rẽ phải, không thể tiễn xa, tạm biệt. Nhưng mà mình có thể làm quản lý của câu lạc bộ cờ vây. Cứ giao cho mình mấy chuyện lặt vặt trong câu lạc bộ, bảo đảm sẽ làm tốt.
này được, mình đồng ý cả hai tay. Đúng rồi, có điều cô dạy quá nói, muốn dùng phòng học quá này phải có điều kiện. Điều kiện gì? Một là chúng ta chỉ có thể sử dụng sau giờ học. Không sao, chuyện này thì được. Hai là bọn mình chỉ được hoạt động ở góc nhỏ trong cùng này. Sao vậy? Thế thì nhỏ quá. Câu lạc bộ cờ vây Thần Điêu Hiệp Lữ đưa ra nhiều tên như vậy đều bị cậu gạch hết rồi. Thần Điêu Hiệp Lữ không hay hay sao? Hãy xem 72 phép biến quá của tôi không hay sao? Được rồi, không xem. Hãy xem 72 phép biến quá của tôi của cậu, nghe quê mùa quá. Thần Điêu Hiệp Lữ hay thì hay, nhưng mà ai là hiệp lữ, ai là chim điêu, cậu thì hiểu gì? Mình vẫn thấy cái tên Vấn Đạo Hắc Bạch của mình khá hay, vừa hay là vừa quá. Không hay, không hay, không hay. Cái tên đó là bị loại đầu tiên. Tại sao? Không ổn, không được, mình từ chối. Anh có. Bạn nào có ý kiến thì có thể nói thẳng. Có thể nói thẳng. Cái này anh thấy trên TV. Ba kiếm khách. Em xem, ba bọn em vừa đủ ba người. Gọi là ba kiếm khách thật ý nghĩa biết bao. Mình nghĩ ra tên hay hơn rồi. Bốn kiếm khách. Nhưng mà chúng ta tổng cộng chỉ có ba người. Đâu ra bốn kiếm khách? Bề ngoài là ba người, trên thực tế thời quan mình mà ra tay, một chọi được hai, nên rất hợp gọi là bốn kiếm khách. Anh đồng ý. Câu lạc bộ cờ vây bốn kiếm khách quyết định vậy đi. Cũng khá hay đấy. Tiểu Lượng, em có thời gian không? Ông Lý muốn mời em cho một dáng hướng dẫn cờ. Thời quan có đến tìm em hay không? Chị vẫn đang để ý giúp em đây. Suốt kỳ nghỉ cậu ta cũng không đến. Em hơi mệt. Hôm nay em về trước đây. Câu lạc bộ bốn kiếm khách tuyển thành viên mới. Lên trên một chút. Ở đây. Sang tráng một chút. Đây. Lên trên một chút. Được rồi chứ. Bạn ơi, có hứng thú với câu lạc bộ cờ vây không ạ? Anh bạn, cái đó bọn tôi mới dán lên, cậu không thấy hay sao? Cái câu lạc bộ cờ vây giả rách của mày, còn có mặt mũi đòi vị trí tốt hay sao? Bọn mày nhìn cho rõ, bọn tao là câu lạc bộ bóng rổ đây này. Câu lạc bộ bóng rổ thì ghê gớm lắm hả? Đừng kích động, từ từ nói chuyện. Bạn gì này, chúng tôi đánh trước hơn nữa. Câu lạc bộ bóng rổ là câu lạc bộ mạnh nhất trường chúng ta. Có thực lực thì có chỗ đứng. Lại bảo không chuẩn đi. Mấy câu lạc bộ nhỏ như cờ vây, anh khuyên các cậu nên cụp đuôi mà làm người thì hơn. Phải đấy, một đống rác. Sớm ngày giải tán, cút ra chỗ khác mà chơi. Tại sao lại mắng người hả? Không phải, mày nói gì? Tao nói gì nào? Tao có thể nói bọn nó là rác. Mày được nói sao? Đừng đánh nhau. Đánh nhau kìa. Anh bị đánh thành thế này, các cậu cũng không giúp anh một chút. Đúng là phí công ra mặt giúp mấy đứa. Tại sao lại thành thế này? Anh nói xem, thường anh nói chuyện còn không lưu loát nổi, xong lên đánh nhau thì nhanh phết nhỉ? Chẳng phải vì anh ra mặt giúp câu lạc bộ cờ vây dễ trách của mấy đứa hay sao? Phải, nhưng mà nếu như không ra mặt, không đánh nhau, chủ nhiệm Diệp cũng sẽ không cắt kinh phí hoạt động của bọn em. Cái bạn gái này bạn có ý gì chứ? Không ngờ còn trách anh cơ đấy. Anh ngồi xuống, ai nói trách anh đâu? Phải đấy, thực ra em cảm thấy bọn em cũng có trách nhiệm. Đúng đấy, ví dụ như dán áp phích thì không nên bảo anh đến. Giỏi, một đám vô ơn. Chỉ dựa vào mấy đứa như thế này, nếu như có thể lập được câu lạc bộ cờ vây thì đầu của Hạ Gia Gia này sẽ vặt xuống làm bóng cho các cậu đá. Đừng đi. Sao? Bây giờ muốn xin lỗi? Muộn rồi, trả gương lại cho em. Đắt lắm đó.
Dạ chào chú. Cho cháu hỏi đến câu lạc bộ cờ vây đi đường nào? Câu lạc bộ cờ vây gì? Cảm ơn chú. Bạn gì ơi, cho mình hỏi câu lạc bộ cờ vây đi đường nào? Sao mình lại không biết trường bọn mình có câu lạc bộ cờ vây nhỉ? Số điện thoại 688-5390 liên hệ với thời quan. Alo, là thời quan hả? Gần này chắc đủ rồi nhỉ? Đủ cái gì? Số tiền này cùng lắm là làm được một lá cờ câu lạc bộ, còn phí trang phục, phí hoạt động, phí thiết bị nữa. Các cậu cầm tinh chưa bắt giới phải không? Xảy ra chút chuyện đã muốn bỏ đi rồi đúng không? Ai nói bọn mình muốn bỏ đi? Cậu mới là người cầm tinh chưa bắt giới. Bọn mình muốn nghĩ cách thêm, tìm thêm cách đó mà. Phải nói sớm chứ, hóa ra là như vậy. Mời, mời. 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 Alo, là thời quan hả? Không phải. Em nghĩ ra rồi. Chúng ta đến phòng chứa đồ của ông lần nữa xem. Xem thử còn có bảo vật gì. Không ổn. Giờ thấy việc xấu không đáng kể rồi làm. Giả lại nếu nhớ ra được thì em còn ở đây đến bây giờ hay sao? Thôi bỏ, thôi bỏ đi. 11-7 11-7. Hay là anh giúp em bịa đại thêm một lý do để em xin chút tiền tiêu vặt từ chỗ mẹ của em đi. Thời quan 12-8. Những lời em vừa nói đều là sai trái, dùng để tự thôi thúc mình và cảnh tỉnh mọi người. Đừng nên để tâm. Chúng ta nhất định có thể nghĩ được cách giải quyết tốt hơn. Anh cười gì? Anh cười là gì? Cờ vây thật sự có thể tôi luyện một con người. Trước khi em gặp phải chuyện gì toàn là bỏ cuộc giữa chừng. Bây giờ tuy vẫn còn một vài ý nghĩ không ra thể thống gì, nhưng mà vẫn có nghị lực hơn nhiều so với trước kia. Tất nhiên rồi, đi nước nào đây? 71. Em nói danh thế này nhé. Em nói muốn giành chức quán quân chắc chắn là nghiêm túc, không phải nói chơi. Đánh kéo dài. Alo, xin chào. Là thời quan hả? Đúng, tôi đây. Bạn là ai vậy? Cuối cùng cũng tìm ra cậu rồi. Cậu đang ở đâu? Bạn... bạn là ai? Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Tiểu Lượng, đã lâu không gặp. Du Lượng, tại sao cậu lại ở đây vậy? Sao tôi lại ở đây? Tôi sắp lật tung cả trường lên rồi. Vậy cậu, sao cậu có số điện thoại cục gạch của tôi vậy? Không phải tôi đã cho cậu số di động của tôi rồi sao? Tại sao cậu không gọi cho tôi? Tôi làm mất số rồi. Đừng lừa Tiểu Lượng. Không làm mất thì em cũng chẳng gọi. Hai đứa nói chuyện đi. Vậy tại sao cậu lại không đến hội quán cờ tìm tôi? Dạo này tôi hơi bận. Vừa chuyện thi cấp 3, vừa gì ấy nhỉ? Giải đấu cờ vây. Thực sự không có thời gian. Nhưng mà tôi vẫn luôn đợi cậu. Cậu đợi tôi hả? Những ngày qua, ngày nào tôi cũng đánh cờ. Nhưng bất kể là đánh với ai, trong lòng của tôi đều nghĩ đến cậu. Tôi sẽ nghĩ, nếu là cậu thì sẽ ứng phó với nước cờ của tôi như thế nào. Tôi cố gắng luyện cờ còn hơn trước kia. Tôi đã tiến bộ rất nhiều rồi. Lần này tôi đến là để nói với cậu một chuyện. Tôi luôn đợi để được đánh cờ cùng cậu. Xin lỗi Du Lượng, có lẽ tạm thời tôi không thể đánh cờ với cậu nữa. Cái gì? Tại sao chứ?
Tại tôi bận quá, tôi đâu có thì giờ đâu. Đừng đến tìm tôi nữa, tạm biệt. Cậu về đi. Thời Quang, tại sao lại không đánh cờ với tôi? Cậu có gì mà phải sợ? Là tôi sợ cậu mới đúng chứ. Đối xử với cậu ấy như vậy là hơi tàn nhẫn đấy. Em cũng hết cách rồi. Thế này đi, vì Tiểu Lượng, anh lại đi giả vờ giúp em nhé. Không, em không muốn dính líu gì vào cậu ấy nữa. Như vậy cũng khá tốt. Em đang sợ cái gì? Em sợ thua hay sợ để Tiểu Lượng biết em chưa? Em chỉ không muốn đánh cờ thôi. Vậy nếu Tiểu Lượng lại đến tìm em thì sao? Nếu như cậu ấy lại đến tìm em phải làm sao? Em buộc phải chuẩn bị trước mới được. Sự chuẩn bị tốt nhất chính là cố gắng bắt kịp cậu ta. Anh nói chắc chắn cho em biết đi, 3 tháng đủ hay không? Lần trước anh nói với em, nếu như em muốn học cách phục bàn, ít nhất phải mất 2 năm đúng không? Nhưng mà không đến nửa tháng em đã học được rồi. Vậy nên nhiều nhất là nửa năm, chúng ta nhất định phải bắt kịp cậu ấy. Tiểu Quang, có một câu anh không biết có nên nói cho em nghe hay không. Không nên nói thì đừng nói. Em chỉ hỏi anh một câu, anh có giúp em được hay không? Nếu như em đã nhắc đến phục bàn, ván cờ lần trước đánh với Hà Gia Gia, bây giờ em còn xếp lại được không? Chắc chắn là được. Em xếp cho anh xem. Đúng là cũng có một chút đúng đắn khi em chọn. Nếu đã vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh sẽ tiến hành huấn luyện hạng nặng với em. Huấn luyện hạng nặng? Không sai. Được đấy thầy. Tới luôn, học nào, bắt đầu thôi. Tiết học đầu tiên ngày hôm nay cũng đến lúc dạy em bài cờ rồi. Mời. Mẹ, giải đấu phân hạng đã bắt đầu đăng ký lâu rồi. Tại sao mẹ lại không thấy con đi đăng ký? Con muốn đợi thêm chút nữa. Còn đợi gì nữa? Còn có gì quan trọng hơn giải đấu phân hạng? Nếu thời gian trên trường của con bị trùng thì mẹ đi đăng ký giúp con. Không cần, tự con làm được. Nếu không phải vì con ở nước ngoài 2 năm, ở tuổi tác và trình độ của con đã được phân hạng từ lâu rồi. Mau đăng ký đi, đừng để bố con lo lắng. Mau uống sữa đi cho nó. Mời vào. Xin lỗi thầy, lúc nãy ở lớp có việc em đến muộn. Không sao, mau đến đây. Mọi người dừng một lát. Thầy trân trọng giới thiệu với các em, đây là bạn Du Lượng, học lớp 10, con trai của nhà du lịch thế giới Du Hiểu Dương. Thầy tin rằng có sự tham gia của bạn ấy, câu lạc bộ cờ vây của chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Du Hiểu Dương, còn ngay ra đó làm gì? Vỗ tay chào mừng. Để thầy giới thiệu với em vài thành viên lâu năm. Dân Trình Quân, tân chủ tịch câu lạc bộ, thực lực rất mạnh. Chào cậu, chào mừng cậu gia nhập. Trương Bân, thực lực cũng rất khá, gia danh đã lâu như sấm bên tai. Triệu Thanh, đây là thành viên lâu năm của chúng ta, phong độ rất ổn định. Ngồi đi. Còn những bạn khác sau này em từ từ làm quen. Các em đánh cờ tiếp đi. Thầy ơi, thầy ơi, em có thể chơi một ván với Du Lượng được không? Em chơi với các bạn khác trước đi. Du Lượng vừa đến, thầy đưa bạn ấy đi làm quen trước. Đi, em đi theo thầy. Vâng thưa thầy. Em xem, đây đều là vinh quang mà câu lạc bộ cờ vây chúng ta đạt được trong những năm qua. Nói thật, em tham gia vào câu lạc bộ cờ vây, thầy thật sự rất vui. Cảm ơn thầy. Thầy nghe nói trước kia em cũng học cờ ở Hàn Quốc. Vâng.
mức độ phổ biến cờ vây ở Hàn Quốc rất cao, trình độ bình quân cũng cao nữa. Em nói không sai, trước kia thầy cũng từng ở Hàn Quốc. Trình độ như em gia nhập vào câu lạc bộ cờ vây thật sự không cần thiết. Có điều với cờ vây trung học phổ thông hiện nay cũng có nhân tài tiềm năng. Giải đấu cờ vây mùa trước có một cậu nhóc, trình độ không thể xem thường. Cậu ấy tên gì? Cậu ấy tên Thời Quang. Đúng là cậu ấy thật. Thầy nhớ cậu Thời Quang này, hình như là học sinh của trường trung học số 13. Phong cách chơi cờ của cậu ấy rất kỳ lạ, trông hoàn toàn không giống một cậu bé. Em đã xem trận đấu đó. Có điều thầy tin, nếu là em chắc chắn có thể thắng cậu ấy. Em cũng đang mong chờ ngày đó. Cậu ấy đến thật kìa. Đi nào, đi. Du Lượng, bây giờ cậu có rảnh hay không? Có hai thành viên mới muốn nhờ cậu chơi một ván hướng dẫn cờ. Được. Trình độ của họ bình thường thôi, cậu không cần nghiêm túc quá. Được, vậy chơi chung đi. Hai cậu bày chính quân cờ lên bàn trước. Du Lượng, cậu có thích ngôi sao nữ nào hay không? Ngôi sao nữ hả? Kỳ thủ nổi tiếng ấy hả? Cô Nhuế Nải Vĩ, mình cũng rất thích cô ấy, đặc biệt là bài Trong Gió Có Đám Mây Làm Mưa. Bài đó của Mạnh Đình Vĩ. Một người cũng đánh cờ được hay sao? Cái này không gọi là đánh cờ, cái này gọi là bày cờ. Bày cờ là gì? Bày cờ chính là... Có nói thì cậu cũng không hiểu đâu. Cậu còn chưa nói mà, sao cậu biết mình không hiểu? Bày cờ là dựa theo kỳ phổ của các ván cờ kinh điển, đánh lại ván cờ lúc đó lần nữa. Nghe có vẻ khó quá ha. Vậy nên Giang Trước Minh nè, nếu mà cậu muốn học cờ vây, mình khuyên cậu nên từ bỏ đi. Với IQ của cậu, Thời Quang, cậu đừng có khinh người quá đáng như vậy. Sao vì thành tích học tập mình còn tốt hơn cậu nhiều đó. Được, vậy thì mình cho cậu một cơ hội chứng minh bản thân đó. Cậu xem nhé, chỗ này có 1, 2, 3, 3 quân đen, 1 quân trắng. Nếu như quân đen của mình đặt ở đây thì quân trắng sẽ chết, hết khí. Vậy nếu cậu muốn để quân trắng sống thì phải làm thế nào? Có gì khó đâu chứ. Chạy ra chỗ này. Tiểu Quang, Minh Minh có phong thái học cờ giống hồi đầu của em lắm đấy. Mình đã nói rồi mà, cậu không biết thì đừng có phá đám có được hay không? Cậu dựa vào cái gì mà nói mình? Cậu có cống hiến gì với câu lạc bộ cờ vây? Tối thiểu mình còn lấy được kinh phí. Cậu lấy được kinh phí rồi hay sao? Mình cũng lấy được rồi. Các cậu là quỷ ma hả? Mới có mấy ngày. Không được, không được, không được. Để mình nghĩ cách. Gì chứ? Tiểu Quang, anh có một kế. Gì vậy? Cháu lại thua nữa rồi hay sao? Không thể nào, không thể nào. Đánh thêm ván nữa, ván này chắc chắn cháu sẽ thắng. Cháu thua 3 ván liên tiếp rồi. Không chơi nữa, không chơi nữa. Chơi nữa cháu cũng không thắng được ông đâu. Vừa rồi cháu chưa quen tay thôi. Ván tới chắc chắn cháu sẽ thắng. Muốn đánh nữa cũng được, nhưng mà chúng ta phải cược gì đó mới được đó. Cược gì ạ? À? Vậy đi, cháu thua bao nhiêu quân thì phải thi hơn từng nấy điểm. Thế nào? Như vậy rất tốt. Vậy cháu thắng được bao nhiêu quân thì ông phải cho cháu từng nấy tệ. Không được nhận thua giữa chừng. Nhận thua? Cháu vào trong phòng hỏi thử mấy cái cúp thi của ông, xem chúng nó có chịu đồng ý hay không. Được, đánh thì đánh. Nào. Các cậu nói xem, bố của Du Lượng đã là quán quân thế giới rồi. Cậu ta còn đến câu lạc bộ trường cấp 3 của chúng ta làm gì chứ? Cái này mà cậu cũng không nghĩ ra nữa hả? Quán quân giải đấu trung học phổ thông thì thi đại học sẽ được cộng điểm, không lấy lại phí của ra. Vậy nếu cậu ta muốn chiếm một suất thi đấu, ai trong chúng ta sẽ bị đá ra? Đúng vậy. Không chỉ vậy, cậu có cuộc thi theo đội nữa. Có khả năng vị trí chủ tướng của chủ tịch câu lạc bộ sẽ là của cậu ta. Mình sẽ ra quay phủ đầu với cậu ta. Tay mới như cậu đòi ra quay phủ đầu với cậu ta nữa hả? Cậu đừng có để cậu ta bắt nạt lại là được. Đúng vậy, tôi không thắng được cậu ta, nhưng mà chưa chắc mình sẽ thua.
Cứ đợi mà xem. Du Lượng, cho một dáng nhé. Được, có cần mình chấp quân không? Không cần. Cũng không cần cộng điểm, chỉ cần nhường mình đi trước là được. Được. Sao lại không đánh nữa? Cậu muốn đánh cờ bắt chước hay sao? Đúng vậy, tôi đánh cờ bắt chước đó. Biết rồi chứ gì. Chỉ cần tôi chiếm Thiên Nguyên trước, sau đó cậu đi một bước, tôi theo một bước, kết thúc chắc chắn tôi sẽ nhiều hơn cậu một quân. Cái này gọi là gầy ông đập lưng ông. Nếu cậu muốn chơi tiểu xảo, vậy thì tôi sẽ tiếp. Tôi sẽ tiếp cậu. Đến lượt cậu đó. Cờ vây không đơn giản như cậu tưởng đâu. Hai trăm sáu mươi sáu trừ 185 bằng 81. Như vậy em đã thắng 81 và 3/4 quân. Ông nội, cháu đã thắng 81 và 3/4 quân. Vậy thì ông phải đưa cho cháu 81 tệ 7 hào rưỡi. Cảm ơn. Ông nội, ông nội, ông đừng buồn mà. Chẳng phải chỉ là đánh một ván cờ thôi hay sao? Thế này đi, cháu trừ số lẻ đi cho ông nha. 81, không 80 thôi. 80 là được rồi. Cái thằng nhóc này, sao đột nhiên lại giỏi dữ vậy? Nhóc con đi đi, đừng có lẩn giỡn trước mặt của ông nữa. Ông nội, cháu cũng hết cách rồi. Câu lạc bộ cờ vây cần kinh phí mà, nên cháu mới ra hạ sách này thôi. Thiếu kinh phí hay sao? Câu lạc bộ cờ vây của các cháu, ông bao. Bao thiệt hả? Bao. Cảm ơn ông. Nói thật, ông đánh cờ cũng giỏi lắm đấy. Hai ván trước cháu cố tình thua đúng hay không? Đi đi, đi đi, mau đi đi. Anh thật là không chút nương tay, làm cho ông nội của em bực rồi đó. Tại sao em lại qua cầu đúc dáng như vậy chứ? Lại bảo thắng càng nhiều càng tốt hả? Nhưng mà như thế cũng hay. Vì vậy câu lạc bộ cờ vây cũng có chỗ dựa rồi. Bao toàn bộ. Xem ra tổ tiên phù hộ rồi. Nhà họ Thời có người kế nghiệp. Minh họa nhập môn, bố cục, giải thế cờ. Tạm tạm. Tiểu Quang, bây giờ Minh Minh đại khái có thể đọc được một ít sách cờ vây cơ bản rồi. Ở đây có vài quyển nhập môn cờ vây. Em xem có cần mua cho cô ấy một quyển không? Giang Trước Minh đó hả? Cậu ấy đến cờ caro còn chả biết chơi, còn mua sách cờ vây cho cậu ấy làm gì? Anh đúng là toàn tiêu tiền linh tinh. Tại sao em lại nói người ta như vậy chứ? Bình thường Minh Minh cũng tất bật ở câu lạc bộ cờ vây. Em không thể cảm ơn người ta một tí hay sao? Được rồi, coi như nể mặt anh. Quyển 10 ngày thạo cờ vây này đi. Quyển này giống kiểu cho trẻ em đọc ấy. Đi thôi. Thiên hạ cờ vây. Bố của Du Lượng lại giành được quán quân. Giỏi quá. Giỏi quá đi. Xin chào, thanh toán giùm.
Người đó lại tiến bộ hơn rồi. Thời khóa biểu huấn luyện hạng nặng. Xong rồi, đã hoàn thành huấn luyện hạng nặng ngày hôm nay. Đã 7 ngày rồi, bàn cờ em cũng đã thuộc lâu lâu rồi. Có phải nên luyện gì đó mới mẻ rồi không? Thuộc lâu rồi hả? Bé con, em mới chỉ là biết chút da lông bên ngoài thôi. Da lông này dày quá đó. Bàn cờ quan trọng là ngày qua ngày huấn luyện. Bày cờ nhanh có thể nâng cao cảm giác chơi cờ. Bày cờ chậm thì cần tỉ mỉ nghiên cứu từng chiêu. Cho dù em suốt sáng thâu đêm cũng chưa chắc đã nghiên cứu ra mấy bước cờ. Còn cả, tại sao lại không nói tiếp? Còn gì nữa? Anh cũng phải huấn luyện cùng em. Anh đang đùa với em đó hả? Anh đã giỏi như vậy rồi, anh còn gì để mà luyện nữa? Du Hiểu Dương lại tiến bộ hơn rồi, mà anh vẫn dậm chân tại chỗ. Cho nên từ hôm nay trở đi, anh cũng phải không ngừng tiến bộ. Vậy thì chúng ta cùng nhau tu luyện thôi. Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Tại sao lại đọc nhanh thế? Chậm thôi. Đọc kỹ vào. Khắc con dấu theo mẫu chỉ định. Kiểm tra ngữ văn. Góc cờ vây. Câu lạc bộ cờ vây bốn kiếm khách. Cậu có còn nhớ có người nói với chúng ta, chỉ cần câu lạc bộ cờ vây của các cậu có thể thành lập, tôi sẽ vặt đầu xuống cho các cậu đá bóng không? Cậu đoán thế nào? Bây giờ câu lạc bộ cờ vây chỉ thiếu một quả bóng nữa thôi. Bóng tới rồi. Lúc đó anh không khích tướng các cậu thì các cậu có thể có chí tiến thủ thế không? Hơn nữa cũng đã thành lập được đâu. Không phải chỉ thiếu một người hay sao? Thế này thì các cậu không tham gia thi đấu được đâu. Tin tức tốt đây, mình đã tìm được người tham gia thi đấu rồi. Lục Kim Tử, con gái nhưng mà không hề thua kém đứng bày râu. Chắc chắn là cao thủ chơi cờ. Nữ có đáng tin không? Không phải là vấn đề đáng tin hay không. Cuộc thi theo đội chia riêng nam nữ. Nữ thì không thể lập đội với chúng ta được. Thỏ đực chân nhảy nhót, thỏ cái mắt mê ly. Là sao? Cậu định bảo tôi giả nam đó hả? Cậu cũng thấy cậu giống nam đúng không? Phải không? Tôi nghiêm túc mà. Cậu nhìn cái gì? Không được hả? Chuyện gì vậy? Sao Triệu Thanh lại đấu cờ với Du Lượng? Triệu Thanh chủ động muốn đấu. Triệu Thanh là chủ tướng năm ngoái. Năm nay trong câu lạc bộ điều chỉnh lại. Vốn cũng là tướng ba. Vốn là tướng ba. Du Lượng đến cái, cậu ta cũng mất suất. Bây giờ cậu ấy chủ động khiêu chiến Du Lượng, chẳng khác nào tự cho mình một đòn cho nhanh. Xem ra thế trận này Triệu Thanh rơi vào thế yếu rồi. Tôi thua rồi. Chúng tôi không phục cậu. Nhưng mà ván này tôi thua tâm phục khẩu phục. Quá khen. Thanh Nhi, Triệu Thanh, đi đâu đấy? Triệu Thanh.
Con chưa tìm được người à? Giờ tự học mình đã đi từng lớp để thuyết phục lần nữa, không ai chịu tới. Vậy phải làm sao? Mình cũng đang lo đây. Ở đây có ai đánh cờ này? Cái này chấm tròn này là mình vẽ, cái này không phải. Đề này khó đấy, mình cũng chưa giải ra. Trường chúng ta vẫn còn nhân vật thế này sao? Ở ẩn trong nhà xí. Thế bây giờ phải làm sao? Đừng lo, mình dụ cậu ta. Đặt quân trắng ở đây, quân đen ở đây. Từ hôm nay trở đi, cứ đến giờ ra chơi, cậu lại chầu trực ở đây, xem ai chơi quân còn lại nha. Cố lên. Thành công hay thất bại là ở lần hành động này. Được. Nếu không thì chúng ta tìm Hà Gia Gia cũng được. Anh tưởng em không muốn chắc? Người ta chuẩn bị thi đại học, làm gì có thời gian luyện cờ? Cả cái trường to như vậy mà không tìm được người thứ ba chơi cờ hay sao chứ? Đúng vậy, anh nói xem. Thời quan tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi á? Tìm thấy rồi. Cuối cùng người đó cũng tiếp kêu rồi. Hơn nữa còn đánh cực kỳ tốt. Ai? Lớp nào? Này thì vẫn chưa biết. Nhưng mà mình phát hiện ra một quy luật. Mỗi ngày trước khi tan học, cậu ấy sẽ vào nhà vệ sinh để thêm một nước. Hàng ngày khi chuông tan học vừa vang lên, mình chạy tới nhà vệ sinh đầu tiên. Nhưng mà vẫn không tìm được cậu ấy. Mình biết rồi, người này chắc chắn là đi viết thêm vào giờ tự học buổi chiều hàng ngày. Chứng tỏ người này chưa bao giờ học giờ tự học. Được đó, sơ lúc quan. Ngày mai cậu cũng đừng học giờ tự học nữa. Mình chưa buồn giờ tự học bao giờ, cậu định làm gì? Alo, cậu nói đi. Mình ngồi tê cả chân rồi, cậu qua đây thay mình lát đi. Chân tê hả? Đứng lên đi. Mất công mình ngồi cả một tiết mà cậu ta không tới. Mình đoán người này không muốn chơi với chúng ta nữa. Vậy chứ bây giờ phải làm sao? Mình vẫn còn một chiêu. Cậu lại muốn làm gì nữa? Thông báo tìm người, giải thưởng một đĩa CD gốc Diệp Huệ Mỹ của Châu Kiệt Luân. Đúng rồi, tiền cậu mua CD lấy từ đâu đấy? Không phải chúng ta có hội phí hay sao? Hội phí chỉ còn lại 10 tệ thôi. Một bản CD gốc phải mất 60 tệ. 10 tệ á? Đủ rồi, đủ rồi. Số tiền còn lại mình sẽ nghĩ cách. Đi. Cố lên. Bạn học, cậu tên gì vậy? Cốc Vũ. Cốc Vũ. Bạn Cốc, cậu cũng học lớp 10 hả? Lớp nào thế? Bình thường hay thích CD. Cậu đừng vội, cậu phải chứng minh cho bọn mình thấy cậu là người đó. Cách giải thế cờ này tôi đã xem trên Thiên Hạ Cờ Vây vào tháng 9 năm ngoái rồi. Đáp án ở kỳ xuất bản tháng 10. Không tin thì tự tìm đi. Chắc chắn là cậu ấy. Trả lời đúng rồi. Nếu cậu đã trả lời đúng câu hỏi, câu lạc bộ cờ vây bọn mình sẽ tặng cậu album Diệp Huệ Mỹ vừa ra lò. Mọi người hãy cùng vỗ tay chúc mừng nào. Cách giải đấu cờ vây trung học phổ thông còn 50 ngày. Năm nay chắc chắn chúng ta sẽ là quán quân giải đấu trung học phổ thông. Nhưng mà lần trước thiếu chút nữa là thất bại. Lần này không được tự tin mù quáng nữa. Năm nay chúng ta có Du Lượng, không thể thất bại được. Trường trung học số 13 cũng rất mạnh. Thế thì cậu còn quá là yên tâm đi ấy. Năm nay trường trung học số 13 không đăng ký rồi. Gì cơ? Trường trung học số 13 không đăng ký hả? Đúng, tin tức này có đúng không? Dù sao thì trong số các đội đã đăng ký không có trường số 13. Mình biết rồi, chắc chắn là họ nghe bảo cậu sẽ tham gia thi đấu, sợ dở mật rồi. Cậu ấy sao vậy? CD này của hãng nào đấy? Cậu nhỏ tiếng thôi. Skybridge. Anh bạn à, quà cậu đã nhận rồi. Chúng mình vẫn còn một yêu cầu nho nhỏ.
Bọn mình vẫn chưa nói yêu cầu của bọn mình là gì mà. Nếu không nhớ nhầm, đĩa của Skybridge chỉ có 5 tệ một cái thôi đúng hay không? Chính là cậu ấy. Mặc kệ thế nào cũng phải kéo cậu ấy vào cho mình. Cậu ấy mà tham gia thì năm nay bọn mình là tiêu điểm trong những đội giành quán quân rồi. Phải rồi, cậu nghe gì chưa? Du Lượng ở trường trung học thực nghiệm đó. Cậu ấy không vào câu lạc bộ cờ vây đâu nhỉ? Cậu căng thẳng thế làm gì? Mình có gì mà phải căng thẳng chứ? Cái tên đó. Thôi bỏ đi, không nhắc chuyện năm đó nữa. Rốt cuộc cậu ấy có tham gia hay không? Cậu đã nghe nói đến nhóm thiếu niên muốn thăng hạng chưa? Nhóm thiếu niên muốn thăng hạng được huấn luyện riêng trong đạo trường, là những tinh anh với cờ vây được chuẩn bị cho giải đấu phân hạng. Cứ 30 người, chỉ có một kỳ thủ chuyên nghiệp thôi. Cậu nói cái này với mình làm gì? Cậu nghĩ đi, với trình độ như Du Lượng, nghe nói đã nhảy thẳng qua giai đoạn ở nhóm thiếu niên muốn thăng hạng này rồi. Cậu ấy mà tham gia câu lạc bộ cờ vây, chẳng khác nào bị ấm đầu cả. Đúng, cũng đúng. Thời Quang, nếu cậu sợ tôi, cả đời này tôi sẽ khinh thường cậu. Là sao? Tôi có gì mà phải sợ cậu chứ? Ai đó? Du Lượng. Suốt ngày gửi cho mình mấy cái tin nhắn chẳng đâu vào đâu. Cậu chắc chắn là cậu ấy không vào câu lạc bộ cờ vây đó chứ? Cậu cứ yên tâm hoàn toàn đi. Chắc chắn cậu ấy sẽ không vào đâu. Yên tâm. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Đang gửi. Đã gửi. Du Lượng ơi là Du Lượng, vốn vẫn có cơ hội, đáng tiếc không có duyên. Người khác đọc sách, nó chơi cờ vây. Người khác thi cử, nó chơi cờ vây. Người khác tự học, nó vẫn chơi cờ vây. Nó coi chỗ này của tôi là câu lạc bộ cờ rồi. Thầy Lưu à, thực ra từ sau khi Thời Quang mê cờ vây, thành tích của nó tiến bộ hơn rồi. Với lại vốn dĩ dựa vào thành tích của nó cũng không vào được trường mình. Tôi nghe ý của chị thì sự giúp đỡ của tôi còn không bằng cờ vây. Không phải chứ, cờ vây có ăn thay cơm không? Thầy giáo thì nói đúng. Trở về tôi sẽ nói với nó, nhất định phải đánh cờ vừa phải thôi, đặt học tập lên hàng đầu. Tôi thấy đây không phải là vấn đề vừa phải hay không. Nào chị xem cái này đi. Trừ việc học thì cái gì nó cũng làm. Sở thích của con trai chị thật là phong phú đó. Mẹ, mẹ, mẹ nói tịch thu là tịch thu. Mẹ, mẹ có biết chính sách cộng điểm cho học sinh năng khiếu khi thi đại học hay không? Có thể cộng điểm đó. Chơi giỏi cờ vây là có thể được cộng điểm đó. Có thể cộng bao điểm? Quán quân toàn quốc có thể cộng 20 điểm đấy. Thế lần này thi con được bao nhiêu điểm? Hơn 400, cộng thêm 20 điểm thì con nói mẹ nghe xem, con thi vào được trường tốt nào. Còn quán quân toàn quốc con ư? Cờ vây này có ăn thay cơm được không? Không thể, không phải xong rồi hay sao? Nhưng mà cơm cũng không thể làm cờ vây mà mẹ. Mẹ nghĩ xem, mẹ không cho con đánh cờ thì con ăn cơm không ngon, ngủ không yên. Mẹ không cho con đánh cờ, khác gì khiến con tuyệt thực chứ? Con tuyệt thực luôn cho xong. Được. Nếu như mẹ nhớ không sai thì tiền mừng tuổi năm mới con vẫn còn 50 tệ, giao ra đây cho mẹ. Đừng có lén lút mua đồ cho mình nữa, đưa đây. Mẹ đây là đuổi cùng giết tận à. Mẹ nói cho con biết, kỳ thi giữa kỳ phải tăng được 15 hạng. Đây là cơ hội cuối cùng của con. Được rồi. Anh có giúp em không thì nói đi. Giúp cái gì? Em biết đây là hành vi gì không? Đây là gian lận. Nói như thế anh chưa từng gian lận ấy. Đó không chỉ đơn giản là gian lận thôi. Em đã đồng ý với mẹ của em rồi. Càng không thể gì đánh cờ mà bôi nhọ chữ tín. Lễ và tín là căn bản của cờ vây. Em nói em là kỳ thủ mà ngay cả. Dừng, em hỏi anh lần nữa, anh có giúp em hay không? Tiểu Quang, hôm nay anh thực sự rất cảm động. Khi em nói cơm cũng không thể làm cờ vây, trong lòng anh cảm thấy rất kính nể em. Thế này đi, từ nay về sau anh đôn đốc em tuyệt thực thế nào? Em cần anh làm gì chứ? Anh nói xem.
Chủ yếu là bởi vì kiến thức cấp 3 của bọn em anh cũng không biết. Em hạn cho anh 3 giây để biến mất. Nhưng mà em thấy thái độ này của anh rất có vấn đề. Anh nói anh học không giỏi toán và tiếng Anh, thế ngữ văn cũng không được hay sao? Chữ doanh hay là anh nghĩ lại? Chữ doanh. Dáng cờ thứ 6, Bạch Tử Cù tái sinh rồi. Được, anh được lắm. Có bản lĩnh thì đừng bao giờ xuất hiện nữa. Tiểu Lượng, trong tiệc chúc mừng thầy Du tối nay, mẹ em bảo chị đặc biệt dặn dò em đừng nhắc chuyện cờ vây với thầy ấy. Ông ấy sớm muộn cũng biết thôi. Yên tâm đi, bọn chị đều sẽ giữ bí mật cho em. Được. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Triệu Thanh thiệt thòi được. Không chịu cậu ta thì không được. Được, làm theo cách của cậu đi. Đồ ăn lên đủ rồi. Thầy ơi, thầy xem em mang đến cho thầy cái gì này. Ý nghĩa, diệt nhân đức không nhường ai, đương nhân bất nhượng. Đây là bút tích quý giá của Triệu tiên sinh. Em đặc biệt xin đấy, để chúc thầy lại đạt được vinh quang. Thật không tồi. Thầy đã việc nhân đức không nhường ai rồi. Còn em, cả người em toàn mùi rượu, lại đi bữa tiệc nào tới đây thế? Em vừa rồi có bữa xã giao. Xã giao? Một kỳ thủ cờ vây làm gì mà nhiều tiệc xã giao vậy? 5 năm rồi. Phương Tự, em có chút tiến bộ nào hay không? Số lần thi đấu mỗi năm một ít. Em cũng không tham gia giải cờ vây hạng nhất nữa. Thầy à, em mời thầy một ly ạ. Thầy đã uống rượu bao giờ chưa? Dân. Thầy xem trí nhớ của em này. Đồ ăn đều nguội rồi. Cái đó ăn chút đồ đi. Phương Tự vẫn còn trẻ, đợi nó tham gia nhiều cuộc thi hơn là tốt rồi. Đúng vậy thầy à. Cuộc thi tiếp theo em nhất định sẽ tham gia. Ngồi xuống ăn đi. Ăn cơm đi. Em đó, cũng gần giống lối chơi cờ của Tiểu Lượng. Em làm sư huynh thì dịu dắt em nó nhiều vào. Giải đấu phân hạng không được lơ là. Nghe thấy chưa Tiểu Lượng? Mau đi đăng ký giải đấu phân hạng đi. Đừng lãng phí thời gian vào câu lạc bộ cờ vây nữa. Sao vậy? Sao lại không nói chuyện nữa? Hai người vào đây cho tôi. Bố, tại sao không đăng ký? Đăng ký giải đấu phân hạng lúc nào chẳng được. Thầy à, dựa vào trình độ của Tiểu Lượng. Tại sao? Con muốn thi đấu giải trung học phổ thông trước. Sau khi thắng thời quan rồi mới đăng ký. Lại là thời quan. Cậu không giống với người khác. Cậu ấy mang lại ý chí chiến đấu và áp lực rất lớn cho con. Bây giờ con chỉ muốn thắng cậu ấy. Con không quan tâm đến cái khác. Vậy nếu như con không thắng được nó thì sao? Vậy thì con ở lại câu lạc bộ cờ vây đến năm sau. Đến khi thắng cậu ấy thì thôi. Quan đường. Bố, con muốn quang minh chính đại đấu với cậu ấy một lần. Cho dù là tùy hứng thì con cũng muốn làm vậy. Nói chuyện với thầy kiểu gì vậy? Thầy à, Tiểu Lượng không phải cố tình cãi lại thầy đâu. Đều là sơ suất của em. Em nhất định khiến cho em ấy từ bỏ suy nghĩ này. Bố, bố hay nói phải dựa vào cơ thể run rẩy đi theo đuổi, ôm ấp trái tim kính để đi thử thách. Như vậy mới trưởng thành không phải hay sao? Ra ngoài đi. Dân, đi thôi. Ra ngoài trước, mau đi. Sư huynh, vốn dĩ là lỗi của em, lại hại anh chịu trận. Ai bảo anh là sư huynh của em chứ? Nhưng mà anh thấy lần này thầy thực sự đã tức giận rồi. Anh nghĩ em vẫn cứ kiềm chế lại đi. Ông ấy không nói là không cho em đi. Lần này anh đừng lo. Được rồi, vậy thôi anh về nha. Các bạn khán giả nghe đài, chúc buổi tối tốt lành. Đây là chương trình câu chuyện thể thao. Dưới đây là bản tin cờ vây. Vừa kết thúc giải vô địch toàn quốc, cửu đẳng Vũ Hiểu Dương lại giành được quán quân. Thật sao? Không đếm nổi ông ấy giành được bao nhiêu giải quán quân trong nước nữa. Cái thứ 26 trong nước. Nói đến điều này tôi đột nhiên nghĩ tới Chu Hiểu Dương có phải còn một đại đệ tử hay sao? Cô nói Phương Tự à, không phải là tôi sao? Là cậu ấy, cậu ấy năm 22 tuổi là cửu đẳng trong nước rồi. Còn là kỷ lục là cửu đẳng trẻ nhất trong nước, 21 tuổi 9 tháng. Nhưng mà anh ta cũng chỉ đến thế thôi. Đồ đệ này chẳng biết phấn đấu gì. Điểm xuất phát cao vậy, kết quả tuột dốc không phanh. Nghe nói đã thay một đống bạn gái. Cô à, tắt đài radio đi. Được. Tin tức thể thao đang yên đang lành. Nói cờ vây làm cái gì không biết. Cờ vây là thể thao hay sao?
lý luận cờ vây. Du Lượng, thầy Doãn bảo tôi tìm học sinh mới dọn dẹp chỗ này. Vất vả rồi, vất vả rồi. Cậu vừa dọn dẹp vừa chơi ván cờ với tôi nhé. Dựa vào trình độ của cậu, không nhất định phải nhìn bàn cờ nhỉ? Cậu muốn cùng tôi chơi cờ tướng hả? Chẳng phải vì tôi thấy cậu bận rộn không thể phân thân hay sao? Cậu biết bàn cờ vây lớn, quân cờ nhiều, cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không tùy tiện chơi cờ tướng với cậu. Cậu không giống vậy, cậu là con trai của quán quân thế giới mà. Được, cậu đánh trước đi. Bốn mười bảy tiểu mục, ba bốn tiểu mục, mười bảy mười sáu tiểu mục, mười sáu ba tiểu mục. Cậu đừng thua nhanh quá đấy, nếu không thì vô vị lắm. Năm bốn treo cao, năm năm giữ. Cậu làm ơn ít ra nước hiểm thôi, tránh việc tôi muốn đương tay cũng không có cơ hội. Đến lúc ra tay rồi, cậu nhắm chuẩn thời gian, từng người lên, đừng để Du Lượng hoài nghi. Có bỉ ổi quá hay không? Bỉ ổi cái gì? Triệu Thanh đến câu lạc bộ lâu rồi, tên Du Lượng đến, cậu ấy lại phải ngồi dự bị. Được, vì Triệu Thanh, xử cậu ta. Đi thôi. Cờ tưởng à? Thêm tôi để đi. Mình vẫn chưa đến, cậu đã thua rồi hay sao? Sao giờ cậu mới đến? Vẫn còn một người à? Các cậu thông đồng trước phải không? Quán quân? Không, không phải. Tôi vừa đi qua thôi. Bác Phong bất động. Các cậu đang cờ tưởng hả? Mình vẫn chưa đến, cậu đã thua rồi hay sao? Còn nói không phải âm mưu nữa hay không? Là âm mưu thì sao? Sợ hả? Sợ thì rút ra khỏi câu lạc bộ cờ vây. Đúng vậy, cậu không phải là con trai của quán quân thế giới hay sao? Cờ tưởng một đấu một, cậu có bản lĩnh gì chứ? Đúng vậy, một đánh hai thì tôi phục cậu. Dám chơi không? Dám không hả? Đánh hay không? Cậu chơi hay không? Nói thẳng đi. Được. Bốn mười sáu sao? Mười sáu bốn sao? Bốn mười bảy ba bốn. 4-4 17-16 4-4 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 4-
17, 10, 15, 16, 15, 17, 14, 17, 18, 17, 16, 17, 16, 17, 14, 16, 4, 3, 5, 3, 14, 3, 11, 4, 9, 3. Này, sao cứ đến tôi lại chậm vậy? 13 chặn. Mình biết rồi, mỗi bước cậu đánh càng có mưu tính, cậu ta có lẽ sẽ nhớ được. Ngược lại, cậu đánh linh tinh, cậu ta sẽ không nhớ được đâu. Người anh em, cậu đúng là nhân tài đó. Vậy thì 17-3, 3-3, 18-5 dẹt quân. Này, quân cờ của tôi sớm đã đánh đây rồi. Cậu làm gì vậy? Không đánh được thì nhận thua đi. Đừng có lãng phí thời gian của bọn tôi. Tôi đếm đến ba. Nếu không đánh thì cậu thua đấy. Một, hai, tôi, ba. Du Lượng à, cậu có đó không? Làm gì vậy? Thầy Doãn bảo chúng tôi dọn dẹp phòng danh dự. Đây không phải đang dọn vệ sinh sao? Dọn vệ sinh phải vừa làm vừa đánh cờ hay sao? Chúng tôi chỉ muốn học tập kỹ thuật đánh cờ của Du Lượng, nhưng mà cậu ấy bận dọn dẹp, chúng tôi chỉ có thể cờ tưởng thôi. Đừng ngụy biện, các cậu rõ ràng đã bắt nạt người mới. Dán cờ này là em đồng ý đánh, em nên chơi xong. Cậu ngốc hay sao vậy? Họ rõ ràng đang nhắm vào cậu mà. Em biết, nhưng mà em, nhưng cái gì? Gia nhập câu lạc bộ cờ vây vốn chỉ là quyền tự do của cậu, cậu phải miễn cưỡng nhân nhượng sao? Để chị dọn phòng, cho cậu 5 phút xử lý họ đi.
Cảm ơn đàn chị. Bắt đầu đi. Du Lượng, họ gây phiền phức cho cậu nữa hả? Nói thật với cậu nhé, cậu không cùng trình độ với chúng tôi. Gia nhập câu lạc bộ cờ vây đối với chúng tôi chỉ có hại không có lợi. Vì thế có thể xin cậu rời khỏi được không? Xin lỗi. Cậu đã đồng ý rồi, vậy về sau chúng ta... Tôi không đồng ý. Tôi gia nhập câu lạc bộ cờ vây có nguyên nhân và lý do của riêng mình. Nếu gây rắc rối và phiền phức cho cậu thì tôi xin lỗi cậu. Loneliness. Loneliness có nghĩa là cô đơn trống vắng. Các em đọc lại cho cô. Loneliness. Suffer. Suffer. Wooden nghĩa là gỗ. Wooden. Wooden. Tiểu Quan, Cốc Vũ đi rồi, Cốc Vũ đi rồi. Cốc Vũ, đứng dậy. Tạm biệt cô giáo. Chào các em. Anh chắc chắn là cậu ta vào đây. Chắc chắn. Anh tận mắt thấy cậu ta vào phòng cờ này. Trời ơi, đây là phòng cờ mà. Tại sao mọi người đều chơi cái này? Đây là gì? Mạt chược. Anh không biết hả? Từ Triệu Thanh đã có rồi mà. Hồi Bạch Tử Cù chắc không gọi là mạt chược. Được ưa chuộng như vậy làm anh nhớ đến năm đó. Hình ảnh cả nước đều đánh cờ vây. Làm sao? Ghen rồi sao? Ghen gì chứ? Mạt chược chỉ mới xuất hiện vài trăm năm. Nếu không phải cờ vây cuốn hút hơn thì sao có thể luôn phổ biến trong hơn nghìn năm? Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi, thấy rồi. Cốc Vũ ở kia. Đợi nửa ngày mới đủ người. Mau lên. Cờ của cậu bé này cũng có vài phần hiểu biết đó. Bức cờ vừa rồi chưa chắc đã đánh được. Được, được, được. Ai cũng giỏi hơn em. Tứ dạng. Đợi đã. Tứ dạng. Phỏng, phỏng, phỏng. Em chơi cờ không ra sao. Cái này là chơi khá giỏi đó. Đương nhiên rồi. Tuổi chơi mặt trượt của em lớn hơn tuổi chơi cờ nhiều. Bức này đánh không tốt. Nhắc cờ này Cốc Vũ nằm ở thế bất lợi rồi. Em thấy cậu ta nắm chắc phần thắng ấy chứ. Thế mới nói trình độ của em không giỏi. Anh thấy ván cờ này Cốc Vũ sẽ thua 2-3 quân. Gì chứ? Bác Dạng. Đợi đã. Bác Dạng thì phải phỏng cái gì? Lại phỏng. Mình không qua mắt mà. Xin lỗi chú nhé. 185. Con cháu thắng chú liền ba gián. Không thể nào. Vừa rồi chú luôn chiếm thế hơn mà. Sao có thể như vậy chứ? Vậy chú đếm đi. Anh hiểu rồi. Em còn nhớ về động tác vừa rồi của cậu ta không? Cậu ta trộm cờ. Khi cậu ấy đếm cờ, nhưng lúc người khác không chú ý, đã thêm vài quân cho mình. Cậu ấy gian lận. Tuổi nhỏ như vậy mà đã làm chuyện khiến người khác khinh thường. Đáng tiếc, đáng buồn và đáng xấu hổ. Đến lượt cháu rồi. Cháu lẩm bẩm một mình gì thế? Đúng vậy, muốn chơi cờ vây thì sang đó đi. Thức dạng. Cùng một màu, phỏng, u rồi. Cháu đi xem đánh cờ, không phải chứ? Chúng ta sẽ không trách nhầm người tốt chứ? Anh luôn nhìn cậu ta mà. Anh không qua mắt. Cõi gian lận. Đếm kỹ rồi chứ. Chú à, cháu đã nói mà. Tuổi lớn rồi, thật sự không hợp đánh cờ. Chú chiếm thế hơn lúc nào thế? Được rồi, được rồi. Cháu đánh cờ cùng chú. Chú tặng cháu một đĩa CD. Đã nhường rồi. Đi đây. Đừng đi mà. Sao thắng cờ lại đi vậy? Lần sau nhé. Lần sau, lần sau.
Trùng hợp quá. Cậu cũng ở đây hả? À đúng rồi, cháu muốn CD bản gốc, đừng có lôi đĩa lậu ra để lừa cháu. Được được được, không thể để cậu ta đi như vậy được. Đuổi theo. Không khí trong lành đâu mất rồi. Tuổi còn nhỏ mà đã dùng hành vi dối trá kiểu này để đánh cờ, giờ mà không dạy dỗ cho tử tế, sau này lớn lên sai chân vào con đường sai lầm thì thế nào? Em nói xem, em có một kiến nghị nhỏ không chính chắn. Anh bảo nếu như hai chúng ta đến phòng cờ thắng 1 ván 50 tệ, thắng 10 ván là 500 tệ. Thật đó, chúng ta không cần gian lận, chỉ cần anh ra tay là... Đừng buồn đừng buồn, em nói đùa thôi. Thật đó. Không không không, em nói chơi thôi. Là người đó quá xấu xa, quá xấu xa. Nhất định phải dạy dỗ cậu ta cho tử tế. Lão Tào đây, anh nói có tà môn không chứ? Tôi cũng không thấy thằng nhóc Cốc Vũ này giỏi giang đến đâu, mà sao tôi vẫn không thắng nổi nó chứ? Đừng nói thừa nữa, tiền còn chưa trả đâu. Thua 1 ván là 5 tệ. Chu Tử Thanh, làm gì thế? Vẫn là chuyện của câu lạc bộ cờ vây. Mình hy vọng cậu nghiêm túc cẩn trọng suy nghĩ xem có muốn gia nhập câu lạc bộ của bọn mình hay không. Cậu vẫn còn nợ tôi một chiếc đĩa CD đấy. Loại người không có chữ tín giống như cậu mà cũng có mặt mũi đưa ra yêu cầu với tôi. Hai chúng ta mà nhắc đến chữ tín thì mình với cậu đúng là châu chấu đòi đấu với voi. Cậu nói đi, hôm qua lúc đánh cờ có phải cậu đã trộm cờ đúng không? Mình nói không sai chứ, bị cậu nhìn ra rồi. Thế thì sao? Mọi người nhìn đi, Cốc Vũ của lớp 10A3 trộm cờ trong lúc đánh cờ, cậu ta gian lận. Để tôi hét giúp cậu. Mọi người, hôm qua tôi đã gian lận trong lúc đánh cờ. Có ai để ý tới cậu không? Mình phát hiện cậu đúng là vô lại đó. Được, mình đến phòng cờ vây nói. Làm gì vậy? Các đồng chí, mình dẫn Cốc Vũ đến rồi. Giang Tuyết Minh, cậu mau lẹ lên. Đừng chắn mình, đứng lên đứng lên. Hôm nay hai cậu đánh một ván cờ cho đàng hoàng đi, được không? Đánh một ván cờ đàng hoàng. Mình nè, chào cậu, mình là Ngô Địch. Rất vui vì cậu có thể tham gia câu lạc bộ cờ vây. Vậy chúng ta đánh một ván đi. Phải, cứ đánh cờ luôn thôi. Đánh cờ kết bạn. Được thôi, nào. Được. Để mình xem mấy cậu ngoài dối lừa bịp bợm ra còn chiêu gì nữa thì dùng hết đi. Vậy mình dùng quân đen, quân nào cũng được, đánh nhanh thắng nhanh. Mình đoán bây giờ cậu đang định cắt quân của mình đúng không? Thế là mình đúng rồi. Phản kích không có bất cứ lợi ích gì. Nói thật thì cậu bắt đầu chơi cờ từ khi nào thế? Mình nè, 15 tuổi. Làm sao? 15 tuổi mà cậu đã chơi giỏi như vậy à? Có tiềm năng. Vẫn còn một chuyện nữa, giải thi đấu cờ vây trung học phổ thông mấy ngày nữa là tổ chức rồi. Đăng ký tham gia cần 3 người. Vậy câu lạc bộ cờ vây của các cậu là một tổ chức bên lề, đến tư cách tham gia thi đấu cũng không có, đúng không? Không phải ý đó đâu. Năm ngoái bọn mình từng tham gia thi đấu, hơn nữa còn suýt được quán quân. Còn gì mà còn, có đi không đây? Từ đầu ván đến giờ cậu mới đi được mấy nước cờ. Đi. Mình xin lỗi. Vậy tối nay cậu có đến phòng cờ kia nữa không? Đi chứ, vừa được hời lại có cờ chơi. Sao lại không đi? Được đó, mình đến làm khán giả. Mau lên. Cậu không đánh là mình đi đấy. Đừng mà. Mình đánh. Vậy mình chiếm sân lớn này trước nhé. Cậu thua rồi. Là sao?
Ơ hay, cậu thua rồi. Cậu đi liên tiếp hai nước, mình vẫn chưa đi mà. Vừa nãy cậu đi rồi còn gì? Mình đã đi đâu? Cờ vẫn ở trong tay mình mà. Vừa nãy cậu chỉ là nghe thấy tiếng mình đặt cờ. Giống thế này. Thế nào? Có phải nghe vui tai thú vị lắm không? Ngại quá, mình thắng rồi nha. Tạm biệt. Không phải chứ, sao người này lại như vậy chứ? Mình nhất định phải tìm cậu ta nói cho rõ ràng. Ngô địch, đừng đi. Con người của cậu ta là như vậy đấy. Là sao? Trước đó cậu đã biết cậu ta như vậy rồi à? Tối hôm qua mình đến xem đấu cờ. Ở phòng cờ, cậu ấy chơi cờ với người khác xong, lúc tính điểm khi kết thúc đã giở trò. Vậy đối phương không hề phát hiện ra chút nào sao? Thế nên mình thấy cậu ta thủ đoạn cao siêu. Cậu nghĩ mà xem, cậu ấy mới đánh cờ với Ngô Địch được bao lâu? Còn chưa đến 15 phút mà cậu ta đã phát hiện ra khuyết điểm của Ngô Địch. Đánh cờ không ngẩng đầu, nghĩ ra cách này để trêu chọc cậu ấy. Thế nên mình nghĩ cậu ta cũng xem như khá có năng khiếu. Năng khiếu? Đây gọi là vô liêm sỉ. Phải, mình biết cậu ta làm như vậy là không đúng. Nhưng mà cậu nghĩ mà xem, cả trường chúng ta cũng chỉ có cậu ta có thể ra thi đấu thôi. Vậy nếu cậu ta gian lận trong cuộc thi thì phải làm sao? Những nỗ lực trước đó của chúng ta chẳng phải uổng công vô ích à? Nếu cậu ta không đến thì đến tư cách thi cũng không có. Vậy thì mình thà không có, mình không thể để cậu ta đại diện câu lạc bộ cờ vây của chúng ta tham gia thi đấu được. Càng không tán thành với quan điểm của cậu. Ngô Địch, cậu chơi cờ thua trong lòng thấy không thoải mái, mình có thể hiểu. Nhưng mà cậu không thể đem mình ra trút giận. Không phải mà, các cậu đừng cãi nhau nữa. Đi khuyên cậu ấy đi. Kệ cậu ấy. Không chịu được thua cuộc, cấu với mình nổi gì? Thời Quang, lần này cậu thật sự quá đáng rồi. Ngô Địch không phải là loại người như vậy. Mình vì tham gia thi đấu mà vất vả khổ sở tìm người. Mình vì để cho Cốc Vũ gia nhập câu lạc bộ mà tốn biết bao nhiêu nước bọt. Cuối cùng ai cũng nhầm vào mình đúng hay không? Được, anh thấy Ngô Địch nói không sai. Thằng bé Cốc Vũ này dù thế nào cũng không thể dùng. Chữ Doanh, em hỏi anh, tiêu chuẩn để phán đoán một kỳ thủ giỏi là cái gì? Cốc Vũ trình độ cao, thông minh, cơ trí, có khả năng quan sát. Nhưng mà cậu ta gian lận. Cậu ta đã gian lận rồi. Đó là vì cậu ấy muốn thắng, cậu ấy vội vã muốn thắng thôi. Đối với một kỳ thủ mà nói, có gì quan trọng hơn thắng lợi đâu? Tôn nghiêm, liêm chính, còn có sự tôn sùng và tôn kính của một kỳ thủ đối với cờ vây. Những thứ này đều rất quan trọng. Tiểu Quang, em có còn nhớ không? Khoảng thời gian từng trải đau khổ đó khiến anh khắc cốt ghi tâm hơn 1.000 năm. Cho đến nay anh vẫn không hiểu tại sao lại có người dùng thủ đoạn đê tiện đến như vậy để đánh thắng cờ. Tiểu Quang, anh muốn em nhớ rằng trên thế giới này không có bất cứ thứ gì đáng để dùng việc làm dơ một ván cờ để đánh đổi. Anh hận nhất chính là loại người như vậy. Đến mùa thu rồi, sao ở đây vẫn nóng thế? Cái quạt điện lõm của ông cũng nên sửa đi thôi, đừng có hễ thua tiền là lầy. Tôi trượt tay, đặt nhầm rồi, lão Vũ lại thua cờ rồi. Không tính, ông đợi tôi 3 chai rượu, hơn 100 tệ rồi. Làm gián nữa, gom đủ 200. Cảm ơn ông thần tài. Tôi còn phải đi phục vụ khách hàng khác. Cốc Vũ, giao cho cậu đấy. Chú này, chú xem, cháu tuổi còn nhỏ, chú có thể nhường cháu hai quân không? Vậy không được, chúng ta chơi thật đó. Đúng là trẻ thật. Thế này đi, cậu dùng cái này.
Được. Vậy nếu như cháu thắng thì chú tặng cho cháu đĩa CD nha. Được. Chỉ cần cậu thắng thì muốn bao nhiêu tôi tặng cậu bấy nhiêu. Thế thì chú tốn kém lắm đấy. Cốc Vũ, Cốc Vũ, đến thật hay sao? Đi theo tôi. Nếu như cậu đến khuyên tôi thì tốt nhất là cậu bớt bận tâm, đi về đi. Bạn cậu hả? Tôi không quen. Khuyên cậu ấy, đối với người già phải nhân từ nương tay một chút. Hùng hổ dọa người như cậu ta là tôi khuynh gia bại sản đấy. Đi. Đi theo tôi. Liên quan gì đến cậu? Tôi nói cho cậu biết, cậu mà còn gây rối nữa thì cậu xem ngày mai tôi xử cậu thế nào. Cờ vây dùng kích thước lớn nhỏ của đất thực chiếm được để quyết định thắng thua. Ví dụ thế này, giả dụ đây là đất thật của quân đen, cậu tính số giao điểm thẳng xem. 10 điểm. Đúng vậy, chính là 10 điểm. Nhưng mà lúc kết thúc ván cờ sẽ không đồng đều như thế này đúng không? Chắc chắn là không rồi. Cậu nhìn tiếp cái này đi. Bây giờ thì sao? Cậu đếm xem. Thế này thì mình không tính ra ngay được rồi. Khó lắm đúng hay không? Vậy nên khi kết thúc ván cờ, để tiện tính điểm, chúng ta có thể xếp cờ thành số nguyên dễ nhận ra, sau đó cộng ô trống với quân cờ lại với nhau. Đây gọi là cách tính điểm. Mình hiểu rồi. Lúc tính điểm, Cốc Vũ đã giở trò tự thêm cho mình vài quân cờ. Chuyện đơn giản như vậy mà mình còn tưởng khó lắm cơ chứ. Đây không phải là vấn đề đơn giản hay khó. Người chân tay vụng về giống như mình, nếu như gian lận thì đối phương cũng không nhìn ra. Bởi vì trong lúc hai bên sắp xếp đất thật của mình, vốn chẳng ai đi chú ý tới bánh khóe của đối phương, thì chẳng phải có thể gian lận một cách tùy tiện sao? Đúng. Đây chính là cờ vây. Cờ vây được xây dựng trên nền tảng tin cậy lẫn nhau. Cờ vây chính là thành và tính. Không có tin cậy thì không có cờ vây. Nhưng mà thời quan cũng rất hối hận. Cậu ấy bảo mình khuyên cậu đừng nghiêm túc như vậy. Cậu đừng giận nữa. Chú này, đến tôi rồi sao? Cậu đang mong tôi đánh ở đây đúng không? Tôi cứ không đánh ở đây đấy. Tôi muốn đánh ở đây. Cũng không phải. Tôi đi ở đây. Chết đến nơi rồi còn hát nữa. Chàng trai, chưa đến giây phút cuối cùng, ai thắng được ai vẫn còn khó nói lắm nha. Được. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Chú không hề thuận tay trái. Khả năng quan sát khá đấy. Phát hiện ra rồi hay sao? Nếu như đã phát hiện ra rồi thì ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt thế nào là tiền bối trong giới cờ vây. Đâm vai. Tư thế tay thay đổi rồi. Khí chất cũng thay đổi luôn. Ông ấy biết đánh cờ đó. Cốc Vũ bị tính kế rồi. Bây giờ cậu đã biết thế nào là lạc mềm buộc chặt rồi chứ. Thấy chuyện bất bình quát lớn một tiếng, lúc cần ra tay thì sẽ ra tay. Hùng hùng hổ hổ xông pha cửu châu. Ba mục, năm mục, tám chín mục. Ông ấy vừa mới di chuyển quân cờ mà Cốc Vũ vừa đặt xuống. Em nhìn thấy rồi, còn nhanh hơn cả Cốc Vũ nữa. Thế nào? Có chơi nữa không? Lấy gậy ông, đập lưng ông. Đem tiền CD, trả hết lại đi. Cốc Vũ! Cốc Vũ! Sau này chúng ta đừng đánh cờ với loại người đó nữa được không? Cậu đừng có lo chuyện của tôi không cấm cậu chơi cờ. Nhưng mà cậu gian lận lừa người khác thì tôi phải nói. Cậu lấy được CD, nhưng mà cậu bù vào đó sự tín nhiệm người khác dành cho cậu có đáng không? Không phải chứ.
Cậu giả vờ cái gì? Cậu đừng có chó chê mèo lắm lông nữa được không? Hai chúng ta đều như nhau cả thôi. Cậu lên mặt nói chuyện niềm tin với tôi hả? Bỏ ra. Cậu đồng ý với tôi, chuyện vừa nãy tôi nói thì tôi sẽ buông. Bỏ tay ra. Phiền cậu sau này đừng có bám theo tôi như con chó ghẻ nữa. Tôi thích làm gì không liên quan tới cậu. Không cho mấy bạn học thì sao mà thay đổi được. Có lẽ đây cũng là một chuyện tốt đối với cậu ta. Tốt gì mà tốt. Cậu ấy bị người ta giăng bẫy. Trong lòng của em không đút nổi cơn giận này. Em không muốn cho qua như vậy. Ai nói anh muốn cho qua? Vậy ý của anh là Cốc Vũ thua như thế nào, anh sẽ thắng lại như thế ấy. Trông cậy cả vào anh đấy. Nếu như ông ta vẫn dùng chiêu trò gian lận thì sao? Em đã nói là trông cậy cả vào anh rồi còn gì. Trình độ của tôi vừa nãy cậu cũng thấy rồi đấy. Dám thách đấu với tôi, xem ra cậu cũng có chút bản lĩnh đó. Bản lĩnh của cháu có lẽ ngang ngửa Bạch Tử Cù của Triều Thanh. Bạch Tử Cù hay sao? Nếu cậu là Bạch Tử Cù thì tôi chính là Du Hiểu Dương. Tôi dùng quân đen. Được. Nước đầu tiên, điểm sau góc dưới bên phải. Quân đen chặn ở đây. Thế thì quân trắng bên này có vẻ như không còn đường sống nữa rồi. Đúng vậy. Vậy thì ô cờ ở giữa quân trắng này phải. Trẻ con bây giờ đúng là không đứa nào tự mình biết mình. Thầy Du đánh rồi. Thầy ấy cho bay một quân. Bạch Tử Cù. Nếu dòng mấy còn sống thì chỉ có Du Hiểu Dương đối phó được với ông mấy. Xem ra thầy Du không để lại bất cứ cơ hội nào cho đối thủ. Đánh xong nhanh dữ vậy. Lão Vũ, tôi sắp đóng cửa rồi, ông mau về đi. Lão Vũ. Lão Vũ à, ông sao vậy? Bạch Tử Cù. Bạch Tử Cù tái sinh rồi. Đây là hai quyển sách cờ vây mới nhập về của chúng tôi. Cậu có thể xem qua. Hôm nay không xem cờ vây nữa. Tôi muốn tìm quyển tuyển tập đề tiếng Anh lớp 10. Có không? Có, vậy để tôi đi lấy cho cậu. Được, cảm ơn. Mặt trời mọc đằng Tây rồi hay sao? Tiểu thiên tài cờ vây hôm nay không đọc kỳ phổ mà đổi thành tiếng Anh hả? Mẹ của mình nói với mình phải tiến bộ 15 bậc mới được tiếp tục đánh cờ đó. Mình đồng ý mất rồi. Nói lời phải giữ lời chứ. Cậu nghe mình nói này. Đầu tiên, tiến bộ 15 bậc chắc chắn không có cửa. Thứ hai, dù cho cậu không làm được thì cậu vẫn sẽ tiếp tục đánh cờ. Tại sao vậy? Lời cậu nói ấy mà. Có bao giờ giữ lời đâu. Lần trước cậu bảo đến câu lạc bộ cờ vây luyện tập, mình với Ngô Địch khổ sở đợi cậu hai buổi tối. Mình ngồi trong nhà vệ sinh đủ 3 lần rồi đó. Vì chuyện của Cốc Vũ chứ gì. Không thì gì. Mình thấy lần này chúng ta bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc á? Không phải cậu nói dù thế nào cũng phải kéo Cốc Vũ tham gia hay sao? Dù thế nào thì mình cũng đã gắng hết sức. Người ta cứ không đến đấy. Ngày nào mình cũng đến phòng cờ chặn đường cậu ta. Da miệng mình sắp rách đến nơi rồi. Mình nghi ngờ tay của cậu ta sắp mọc mụn rồi. Mà cậu ta không đến. Cậu ta không đến mình có cách gì? Xem ra Ngô Địch nói không sai. Chuyện gì cậu cũng chỉ nhiệt quyết được tí lúc đầu thôi. Để khích lệ được người khác nhiệt quyết dâng trào thì cậu lại hết nhiệt. Cậu còn giận nữa. Album Diệp Huệ Mỹ gốc của Châu Kiệt Luân giảm 20%. Không đủ tiền. Tôi đã mua một chiếc bìa mặt bì mòn. Nếu như cậu vẫn muốn hối lộ tôi để tôi gia nhập cái câu lạc bộ cờ vây quèn đó của cậu thì thôi đi. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi đến là để nói với cậu một chuyện. Nói với tôi chuyện gì? Ai cùng một dạng với cậu?
Chứ cả lão Tùng cũng không phải loại người như cậu nghĩ. Cậu đừng giải thích thay ông ấy nữa. Tôi nhìn thấy cả rồi. Người đó là lão Tào, bỏ 200 tệ ra thuê là để dạy dỗ cho cậu một bài học, để cậu sớm dừng tay lại. Cậu thì hay rồi, lấy oán báo ân. Đúng là chả hiểu tại sao lão Tào lại coi loại người như cậu như cháu ruột. Sao cậu biết được? Lão Vũ này, thôi khỏi đi. Đã nói rõ từ trước rồi, tôi bỏ tiền ra thuê ông để dạy dỗ cậu ta một bài học thôi. Thế thì tôi nhận, ông đối với thằng bé đó cũng nhọc lòng thật đấy. Mới đầu cậu ấy đến phòng cờ, tôi không ngăn chặn kịp thời. Ai biết được chuyện ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu gian lận. Tôi thực sự sợ rằng thằng bé này sẽ đi vào con đường sai trái. Chỉ có ông ngốc. Ông xem cái quạt điện này của ông đi, lòng sọc đến mức nào rồi. Ông cũng có thiết đổi cái mới đâu. Kiếm được chút tiền là đi làm việc thiện. Tôi không có con cái, nhìn thấy cốc vũ giống như nhìn thấy cháu trai của mình. Nếu như nó thay đổi thói xấu này thì tiền này tiêu cũng đáng. Có điều, xảy ra chuyện này, có lẽ thằng bé sẽ không đến nữa đâu. Chuyện của ông tôi cũng không nhớ nữa. Thế này đi, tôi ngồi thêm một lát nữa, xem có cá lớn hay không. Tham vọng của chú không nhỏ nhỉ. Cũng mạnh miệng đó, có dám làm một dáng với cháu không? Cậu bé, mau đi đi. Có 10 cậu cũng không đánh lại ông ấy. Nếu như cháu thắng thì chú hãy trả lại 100 tệ đó cho Cốc Vũ. Cậu ấy là bạn của cháu. Tôi hỏi cậu đấy, cậu đã nhìn thấy hay sao? Cốc Vũ đến rồi hay sao? Lão Tào, cho tôi ấn nước nóng. Được, có ngay đây. Lão Dương, mấy ngày không đến đánh bài rồi nhỉ? Đúng vậy, hôm nay vừa hay rảnh rỗi, đến chơi vui, chơi một dáng vui vẻ đi. Được. Thi giữa kỳ môn tiếng Anh, thời gian 120 phút. Từ dẫn tham khảo, thích favorite, thể thao sport. Môn thể thao mà tôi thích nhất là cờ vây. Cờ vây. Môn thể thao mà tôi thích nhất là cờ vây. Tôi thích nó bởi vì nó rất thú vị. Lại đến à? Đang bận à? Ông Tào, sao cậu lại đến rồi? Hôm nay buôn bán tấp nập nhỉ. Quạt điện cũng đổi chiếc mới rồi, cậu nhìn đi. Cốc Vũ mua đấy. Mấy hôm nay may mà có thằng bé đến giúp một tay. Nếu không nhiều khách thế này, tôi đúng là không tay chân nào xuể. Có gì thì nói thẳng. Có phải cậu đã muốn mình gia nhập câu lạc bộ cờ vây của các cậu hay không? Phải đó. Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Mình nhớ lần trước có người nói rằng mình với cậu ta không phải là cùng một dạng người. Không phải. Mình lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Mình không coi ai ra gì. Mình còn có thành kiến với người khác. Cậu đừng có so đo với mình được không? Em cũng không thể nói chính mình như vậy chứ. Em nhận ra được những vấn đề này đã là đáng quý lắm rồi. Em xem tâm trạng của mình đã. Đợi mình giúp lão Tào xong khoảng thời gian này đã rồi nói. Đừng mà, Cốc Vũ này, người ta đã giúp cháu như thế rồi. Có phải là cháu cũng nên? Phải. Có phải cậu cũng nên cho mình chút thể diện chứ? Anh Vũ, cậu có thể diện không?
Con chỉ tiến bộ được 7-8 bậc, lần sau được không ạ? Môn thể thao mà tôi thích nhất là cờ vây. Con đi làm bài tập đi. Chỉ được chơi một tiếng thôi đấy. Cậu đoán chuẩn thật đấy. Tuy thành tích của mình không tiến bộ nhiều lắm, nhưng mà mẹ của mình vẫn không hề ngăn mình chơi cờ. Nói thừa, đó là do mình xin mẹ cậu đấy. Nói đi, cảm ơn mình thế nào đây? Lỗ Tấn, sao cậu lại tới đây? Phòng thí nghiệm hóa học. Đợi mấy cậu cả buổi rồi. Mở cửa đi. Cậu đừng mừng vội. Không phải mình nể mặt cậu đâu. Mình nể mặt lão Tào thôi. Được.